mà không có em là buồn lắm mọi người đó. Nói sao? What do you say? Trời, mặt hài lòng kìa. Wow. Cái này ăn béo lắm á mọi người, ngon lắm. 5 đồng 50. Cái này cái gì? Thằng con nói đi, let's go. Cả nhà ơi, thôi đừng có nhõng nhẽo nữa. Cả nhà ơi, hôm nay Hiền chuẩn bị quay cho cả nhà xem là một ngày bận rộn của con ơi. Đó mọi người thấy không, rất là nhõng nhẽo. Một ngày bận rộn của gia đình Hiền á là sẽ ra sao mọi người. Bây giờ là hai vợ chồng của Hiền chuẩn bị đưa em Wood đi đi mua bánh mì và đi đi chợ nè mọi người. Đó mọi người nhìn em nè. Con nhõng nhẽo quá à. Con nhõng nhẽo không? Siêu nhõng nhẽo luôn cả nhà ơi. Mỗi lần mà hứa đi đâu mà chưa đi liền là em sẽ hối. Hiền đang ở trước cửa tiệm nè mọi người. Hi. Do you have Vietnamese roll? Yeah, yeah, those Vietnamese roll please. Can I get 7 of 6 of them? Yeah. Hiền sẽ mua 6 ổ bánh mì Việt Nam nè cả nhà. Đây. Những cái những cái loại bánh mì mà họ có. Còn những cái loại bánh khác nữa này. Nhưng mà khác bên Việt Nam mình. Rồi bây giờ trả tiền thôi. Và đây là cái mớ bánh mì nè mọi người. Bánh mì mà mình mua ở một cái tiệm mà họ làm bánh thì nó sẽ tươi hơn là mua ở siêu thị. Đây. Rồi đây bây giờ sẽ chia cho mọi người bánh mì cả nhà. Tại vì em này em muốn ăn một ổ. Hold on. Đây, one for you. Cái nói sao? What do you say? Nói gì? What do you say? Thank you. Come on. Something. Tính tiền. Chia cho Edward, share with Edward please. Here. Đây, đây mẹ cho này. I'll give him the crusty bit, the bit. Thôi trời, cho người ta nhanh lên. Mẹ cơ. À. Trời, mặt hài lòng kìa. Ngon không con? Trời, rất là có mặt kìa. Cả nhà nhìn em diễn dễ sợ không cả nhà? Hiền ngồi thấy bánh mì này mềm mềm, không có giòn lắm mọi người. Ngon không? Nếu mà so với bánh mì mà mua ở chợ Inala thì nó cái ruột nó đặc hơn và nó không có giòn bằng, nó hơi khác một tí. Là mọi người coi người ta ngốm nè. Họ ăn bánh mì mà làm như ngon lắm nè. Bánh mì. Ngon không con? Ngon rồi, thấy con. Góc nhà của con đường này nè mọi người. Is that like new restaurant area? That look like one. Nhìn giống như là một cái khu dân cư mà họ đang xây mấy căn nhà mới vậy á mọi người. Bây giờ là Hiền đang đi chợ nè mọi người và Hiền thấy ở đây là có bán cà chua 1 ký là 2 đồng 70, cũng khá rẻ cả nhà, cho nên sẽ mua một vài trái về xài trong tuần. Cái này chắc cỡ 1 ký quá, 2 đồng 70 thì cũng rẻ, bình thường thì thấy cũng khoảng 4-5 đồng 1 ký. Xem coi ông xã nhà Hiền ở đâu rồi, bên kia kìa. Đang mua một ít thịt nguội mọi người. Cái đó đang giảm giá. Yeah.
ở đây đang có thịt nguội giảm giá, họ kêu là pork bone là 8.25 một ký, thì đó là giảm giá phân nửa. Và một ít cái này cũng đang giảm giá, cũng là giảm giá nữa luôn á mọi người. Đó, họ đang cân ở đây. Dạ. Yeah. Yep. À. Rồi máy được 2 bịch. Lần đầu tiên Hiền đi cái siêu thị này, cái cách mà họ bài trí thì nó khác so với những siêu thị mà Hiền từng đi. À, ông mặt nhà Hiền đang phía trước. Đây là bia gừng Bundaberg. Hiền rất thích những loại bia này, đặc biệt là cái loại Passion Fruit cũng ngon lắm, cả nhà chanh dây á, rất ngon. 6 đồng 23, 4 chai. Mọi người nhìn thấy không, cái em Quốc hiện tại là em rất thích ăn kem á mọi người. Ở đây là có một cái loại kem này là Hiền đã từng ăn một cái hương vị rồi, nó rất là béo và ngon. Ở đây Hiền có, họ có cái hương vị là Mango Passion Fruit nè. Wow, cái này ăn béo lắm á mọi người, ngon lắm. 5 đồng 50, có nghĩa là bình thường nó là 11 đồng, hôm nay họ bán 5 đồng 50 nè. Chắc là sẽ mua hộp này giấu giấu Elwood, lâu lâu mới cho em ăn một miếng. Có nghĩa là trong đây thì họ sẽ có xoài nè, rồi chanh dây. Quà hấp dẫn hả cả nhà ha, nghe này hấp dẫn á, sẽ mua hộp này. Đó đó, đó em ngó rồi đó cả nhà. Cái này cái gì mami không có biết, để mami cho ra trước nha. Cái đó cái gì á con ơi, không phải cái con nghĩ đâu. Còn chua gì em mân mê. Mân mê cái hộp kem mà cả nhà. Tiêu rồi cả nhà ơi. Em bé thì hiện thấy mặc cái áo giống cái áo Elwood có ở nhà. Đây là cái quầy đông lạnh của họ. Mọi người ơi, hồi nãy giờ ha là làm gì làm cũng được, nhưng mà em này không bao giờ bỏ cái hộp kem ra nè cả nhà. Em cứ ôm hộp kem ngoài nè. Có nghĩa là hồi nãy em hy sinh, em bỏ luôn đồ chơi ra, em không chịu. Thôi quay chỗ khác đi cả nhà, người ta không có chịu quay, người ta đừng bêu xấu người ta nữa. Cả nhà ơi, bây giờ là đây, mọi người thấy không? Hai mẹ con có các hộp kem mới vừa về tới. Rồi em này em ôm hộp kem nãy giờ không chịu bỏ đi. Mình sẽ cho em ăn. Hey, you want to try? Thử nha con. Sẽ cho em thử, cái này là vị xoài và chanh dây. Hồi nãy người nhân viên mà bán, cái nhân viên ở siêu thị nói với tụi mình là cái kem này cực kỳ ngon luôn. Họ thử cái hương vị khác nhưng mà cùng một hiệu á. Ngon thiệt. You wanna try some? Yêu không? Thoải mái không? Tối ngày Hiền cứ hỏi Elwood, ông có yêu mẹ không? Em vâng. Yêu mẹ mãi mãi không? Vâng. Vâng. Thiệt nha. Mới đừng mong lớn đừng bỏ mẹ nha. Mày mốt là mẹ có bằng chứng đó, mẹ có cái kênh đó, để mẹ coi cho con coi video lại đó. Hả? Yeah. Cho con video lại là con đã hứa là con yêu mẹ mãi mãi. Mai mốt con lấy vợ con cứ ở với mẹ nha. Mẹ nuôi hết. One more hả? Con ăn xong cái hộp, con ăn xong cái này á là tự nhiên cái hộp kem nó biến mất tiêu rồi. Con không có để ăn nữa đâu nha. Chỉ lâu lâu cái tự nhiên nó giống như là thép màu, cái nó xuất hiện ra lại miếng cho con ăn vậy đó, hiểu không? Mò hả? Dầm giá hơn. Ngon ha. Thấy mẹ cưng không? Để lựa cho ăn đó. Save some for lunch. Rồi thôi được rồi ha. Giờ mình ăn cái khác đi.
mình ăn thử cho biết thôi con nha. Ăn thử cho biết thôi. Hồi nãy Hiền cũng đi mua thêm cây mọi người, mua thêm cây dừa với lại cây bú sữa. Thì cái bạn chơi chủ tiệm á nói là tưởng em Út là nói em Út nhìn xinh quá. Cái Hiền mới nói em Út là con trai tại vì để tóc dài, các bạn ấy nói nhìn dễ thương. Rồi gì được rồi con, giờ mình ăn trưa nha. Ủa cái mặt vậy là mặt nghiêm túc rồi, không vui mẹ. Giờ mày quan bánh mì nha. Rồi giờ quan bánh mì. Mọi người ơi, bây giờ cái cửa ăn nhanh của gia đình Hiền khi sau khi mà đi mọi nơi về thì đây là bánh mì mọi người. Can I have some water please? Hiền xin uống miếng nước, nãy giờ khát nước quá chừng. Mọi người này ngồi ở đây tự nhiên leo lên đây ngồi, cái quay ra coi tivi mọi người, coi hoạt hình. Đây thì hồi nãy là mình chồng Hiền là what is your meat con? Mozzarella. Chồng Hiền là ăn cái thịt nguội mozzarella xong cái gì đó. Hiền là ăn cái thịt nguội prawn. Không thôi hả? À? Em thèm bánh ngọt. Cái gì cũng ngọt không mà con, ăn thử nè. Miếng đi. À con muốn cái đó của bà à? Con muốn ăn cái của bà em. Thì tụi mình hổm ra đi săn cái cây dừa Malaysian đó mọi người. Cây dừa của Malay á. Cũng lâu rồi không thấy là có dừa. Cũng lâu rồi không thấy. Trời của em. Cũng lâu rồi không thấy có dừa của Malay mọi người. Muốn mua một cây để trồng để mai mốt có uống. Có bạn xem kênh Hiền cũng kêu Hiền mua dừa Mã Lai á. Không. One up our own. Không. I have to go to watch our channel. She said go buy the Malaysian coconut tree then fast growing or something. We got one now. How long till they fruit? Not sure. I guess maybe 1.5-2 years. Then, you remember how long did he say they fruit? I thought he said they take 10 years or something. To fruit? Okay, yeah. Yeah. Chồng thì ông nói gì cây dừa của Malay nhưng mà tới 10 năm mới có trái. More? Cầm Hiền ổng để cái hành tây ngâm chua ngọt vô cả nhà ăn cũng được. Nhưng mà thôi, Hiền thích ăn cái mọi người thấy em bây giờ là lên phim mà không có em là buồn lắm mọi người đó. Every video now Chris. Con thấy cưng quá vậy. Đó em mày qua em làm trò cho mọi người coi xong cái hồi cái mày qua em lo em coi tivi tiếp. Lúc mà Hiền lại mua thì nghe ai cũng nói là tôi đang kiếm mua dừa Malaysia hết. À, quảng cáo. Rồi để mẹ dặn qua quảng cáo nha. Dạ. Giỏi không mọi người, thấy giỏi không? Thì dạ em dạ, giờ cái gì em cũng dạ. Đó.
Thì sau khi mà Hiền nghe ai cũng đang kiếm dừa đó, cái Hiền mới Hiền thấy có một cái cô người người Úc cũng lớn lớn tuổi rồi, cổ cổ nói cái dừa cổ đang kiếm cái dừa đó đó, thì cổ hỏi thông tin. Thì nghe thông tin xong rồi cái cổ cũng biết là Hiền đang muốn mua dừa đó đó mọi người. Cái hai mẹ con đứng đó lựa hai cây, lựa hai cây đẹp nhất. Ok, xe hơi hả con? Dạ. Giỏi. Thun hung mẹ cái. Xong rồi cổ lựa xong cái tới Hiền lựa, thì cái cây đó tất nhiên là không có được bằng mấy cái cây mà hai mẹ con lựa trước rồi. Người ta đứng đó người ta lựa trước thì tất nhiên là phải lấy được hàng ngon hơn rồi mọi người. Xong cái Hiền cũng lựa cây. Tóm lại là Hiền lựa cái cây dừa Malai màu vàng, da vàng. Thì còn lại một cây dừa Malai màu vàng đó nữa. Ôi con ăn đi con, giỏi quá, good boy. Rồi xong rồi còn mấy cái dừa Malai màu xanh. Nhưng mà theo như cái người bán thì dừa Malai vàng và xanh thì cái chất lượng của nước và cái chất lượng của cơm dừa đều như nhau. Nhưng mà cái dừa vàng thì cây to hơn mà là 79 đồng. Còn cây màu xanh á, nó nhỏ hơn mà nó 125 đồng. Nên thì mua cái cây 79 đồng. How is it? Of course. Of course. Thì ăn tối đa được 1 ổ. Chồng thì mới ăn được 2 ổ. Bởi vì mới có một đứa là số 1, đứa số 0. Oh, of course. Đừng có lần tính nha. How's yours? Of course, of course, good. No problem. Of course. That's weird. Cough. Did you expect that to be a problem? Yeah. But sometimes you buy cough mix from Google. You come across a bad one. Yeah. Yeah, Mark. Yeah. Ăn cái hộp ba con nó bổ hơn. Ăn đi. Where to start, he says. Yeah, you want an onion too? Yeah? Yeah. Yummy. Ngon không? Dạ. Hả? Bé con xích lên. Bé dập mặt bây giờ. Wow. Bệnh gì mà đợt này nó lâu hết quá cả nhà, lâu thiệt. So brawn's like something that reminds you of cold meat in Vietnam, huh? It doesn't feel as processed as the others. Where the others lie, like this, but they push on it a bit. Mean them up. They make them a chunk like this, where this one is still a chunk of pork. Thành thức cái thịt brawn này hơn là cái dạng thịt mà họ ép ra mình chả lụa cái này tương tự nhìn nó như tương tự như chả lụa của mình. Còn thịt brawn này thì nó hơi đà ná như ba tê bên mình nhưng mọi người nó vẫn còn cái miếng thịt đó. Nên thì thích ăn hơn. You tired? You gonna have a sleep this afternoon? It is a cough. Hey, bị bệnh hẳm rạy quá, bị bệnh hẳm rạy. Sao bây giờ có ăn sải không bị lây? Mom! Thôi ha. Ăn cái của mẹ đút đi. I wonder if he's had an accident. Had an accident. You have an accident? Phong. Phong. Chọc. 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 Anh ơi. Thôi.
Hiền ăn nhiều đó là Hiền thấy nó lừng lừng à. Mình thường bị bệnh đó. Cough. Không cảm giác muốn ăn nhiều. Cough. Cough. He say I cough. Make coffee. Cough. Coffee hả? Make yeah. coffee. Cough. Đó là làm cà phê. Cough là coffee á mọi người. Cough. 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 Daddy cough. Ate, daddy drinks cough. 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 Thôi mọi người ơi. Ở gia đình có Hiền chắc xin kết thúc cái video hôm nay ở đây. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui nha. Nếu mọi người yêu quý kênh, đừng quên like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình. Xin chào. Xin chào. Xin chào.